Viết cho em, cô gái đã qua một lần lộ dở. Có thể trong quá khứ, cô ấy đã quá dội dàng, lựa chọn sai người để gây gắm cuộc đời mình. Cũng có thể cô ấy thiếu may mắn khi hạnh phúc không lựa chọn ở lại với cô ấy dài lâu hơn một chút. Dù là thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng đã phải chịu những tổn thương mà không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông cho được. Vì vậy, nếu đã lựa chọn ở bên một người đã từng đi qua một lần đổ vỡ, làm ơn hãy kiên định với xã hội, đủ bao dung để chở che cô ấy tới cùng. Đến trước hay đến sau không còn quan trọng, mất gì và còn gì không quan trọng. Người ta có hạnh phúc hay không, chỉ cần quan tâm đến bốn chữ: tự mình mãn nguyện. Như thế là được rồi.